Em tới với anh chồng em vì tiền hay là chóng quánh một phút bồng bột để rồi vội đi thôi. Nhưng mà em nghĩ thì cả nhà mình có thể theo dõi hành trình của vợ chồng em, cùng nhau cố gắng hàng ngày. Chắc là giống như là ông trời bù đắp cho em rồi đó. Xin chào những người bạn vui vẻ. Hôm nay Phú cùng với Vinh vui vẻ sẽ ghé thăm công ty của bạn Khánh, tức là Khánh Thương á, đóng tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe nói là dạo này Khánh không chân là làm ăn dữ lắm. Dạ đúng rồi. Thì không hiểu nguyên nhân vì sao mà anh Khánh lại bán có thể được như vậy. Vừa rồi thì Phú có cung cấp hàng cho Khánh bán, là những cái mặt hàng mà tuyển chọn á, và Phú rất là bất ngờ khi mà Khánh thực hiện một cái clip ngắn thôi mà bán được tới 500 chai nước tương. Thì hôm nay mình lên học hỏi bí quyết làm ăn của Khánh, cũng như là cái dịp để cho khán giả thấy được là cơ ngơi rồi kinh tế của Khánh là dạo này phát triển ra sao. Rồi mời các bạn đồng hành cùng Phú trong clip hôm nay. Nhà của bạn Khánh thì Phú đã ghé nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên ghé chỗ công ty của Khánh nha. Vinh là ghé lần nào chưa? Dạ chưa, em cũng chưa ghé. Đây các bạn, nó nằm trong một cái con hẻm thuộc đường Phạm Văn Chiêu, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hành về, hành về. Chào em. Oh wow. Đây các bạn. Đây là ngôi sao bán hàng của Sài Gòn đó các bạn. Đây lên lên đang định hỏi sao biết quý sao hay chồng làm mình clip bán được 500 chai nước tương rồi. Học chắc hỏi là cô gì chú bác thương ấy chứ. Vợ em còn ăn kiểu mút kia cả. Kính thưa các bạn, Phú quay trở lại thăm Khánh và Thương kể sau một năm mà Phú dự cái đám cưới tuyệt vời của hai bạn. Thì dịp này thì mình có thể là gọi là mình review sơ lại một năm sống đời vợ chồng như thế nào nha. Rất là nhiều khán giả độc lạ Bình Dương đang rất là quan tâm với câu chuyện của hai bạn đó. Thì anh muốn hỏi Thương này, một năm về ở chung với Khánh, em cảm thấy hài lòng về cái quyết định của mình không? Dạ cái này nói thiệt nha, sẵn mà đang giận chồng là sổ luôn luôn. Em thưa xin chào, có gì chú bác anh chị ạ? Mới mà gặp anh Phú rồi, nay cũng được một năm rồi cả nhà mình. Thì anh Phú bảo là review. Giờ review như nào? Thì em như lúc ban đầu thì em cảm thấy là mình bỏ tất cả rồi quay về gặp chồng mình, đó là cái sáng suốt nhất của em. Tới bây giờ em cũng cảm thấy là em rất trân trọng và rất là yêu quý người chồng hiện tại của mình. Dành cho những bạn mà không theo dõi cái cuộc tình của Khánh Thương á, thì Phú nhắc lại là trước khi mà biết Khánh á, là Thương đang là một cô gái làm việc tại Nhật Bản, nhưng mà trong một cái lần lên mạng thì Thương biết Khánh và theo tiếng gọi của con tim là Thương đón máy bay về Việt Nam và ở luôn với Khánh. Phú biết Khánh là trước Thương, và Phú thấy là trước cái thời điểm mà Khánh đến với Thương là Khánh chỉ là ông chủ của một cái cửa hàng nhỏ xíu này. Bây giờ khi mà Khánh đến với Thương rồi, đâu Khánh đã trở thành ông chủ của cả một cái siêu thị bự vậy này đó. Đâu đâu dẫn anh qua tham quan tí đi. Ok, nghĩa để cầm cái máy quay quay cho anh cái nghĩa. Anh mic mic luôn nha. Đây, giờ anh các bạn hôm nay chúng ta sẽ thăm cơ ngơi của Khánh Thương các bạn ha. Em thì cũng lai rai túc tắc thôi anh. Lai rai thôi chứ sao được, trong này thì trong các bạn chốt đơn này. Chốt đơn. Vận hành đơn. Đâu hết chào rồi? Các em. Mấy bạn đi đâu hết rồi? Hòa. Trời ơi. Nay được anh Phú lên thăm vinh dự quá. Sưu tập lên. Sưu tập lên. Ngoài này thì đồ gia dụng rồi mấy cái đồ lặt vặt thôi anh. Cũng đó, đồ gia dụng sữa tắm, dầu gội, quần áo thì ngoài này. Đây, quần áo thì ngoài này. Cái quần áo là mới hay là cái thời mà anh với em mới gặp nhau? Đúng rồi, cái thời mà mới gặp nhau đó anh. Em là bảo bán ế 2 năm nó vẫn đây mà.
tận 2 năm vẫn chưa xả hết. Cái thời chưa cưới thương là dạ. nó đã có, giờ nó vẫn còn ở đây. Này tính ra này chung thủy á. Không gọi là vẫn cứ bán quần áo nhưng bán lai rai. Còn trong này kho bán đóng hàng. Đây là hai anh lực lượng đóng hàng, ba anh. Chào mấy anh đẹp trai nha. Yeah. Rồi mấy anh nó đóng này đóng hàng thiệt, hàng là bao chắc rồi, bao bền rồi. Đóng là cẩn thận. Bên cái cơ sở mình đó là bao nhiêu bạn hết Khánh? Em cũng gần 10 bạn anh. 10 bạn. Dạ. Yeah. 8 bạn. Quy mô lớn hơn công ty anh luôn. Yeah. Thì Phú nghĩ là cái vai trò của Thương á, trong cái chuyện mà làm kinh tế gia đình nó là rất là lớn, thì nhân đây thì anh sẽ hỏi Khánh thêm tí là Thương đã phụ em như thế nào mà để cơ ngơi của em ngày càng phát triển như thế này. Thực sự thì khi mà em chưa biết Thương á, thì nói chung là công việc của em thì thường ngày nó cũng bình thường thôi, thì cũng không có được như bây giờ đâu. Thì khi mà có Thương á, lấy vợ rồi thì lúc đó thực sự thì cả em và Thương cũng được một sự yêu mến của rất là nhiều cô chú bác ở trên tất cả mọi nơi. Thế là đến bây giờ thì công việc cũng từ đó là tốt hơn, rồi vợ em cũng phụ em rất là nhiều. Cũng may có nhờ vợ em nữa, thành ra là chắc là giống như là ông trời bù đắp cho em vậy đó. Thương cũng có những cái năng khiếu làm rất là tốt với em, gọi là hai đứa rất là ăn ý với nhau. Anh đối xử với em như cái lời mà hứa trong khi cưới đó, là anh luôn trân trọng anh em, nên hết cuộc đời nhau, em hết cuộc đời là bao lâu, nhưng mà cứ mỗi ngày em cảm thấy anh luôn tôn trọng và trân trọng em mỗi ngày luôn á. Kiểu hai vợ chồng kiểu như là thuận nhau, thành ra là công việc nó phát triển hơn rất là nhiều, và đặc biệt là được quý khán giả dành tình cảm cho hai vợ chồng rất là lớn, thành ra là bọn em nhờ cái sự yêu mến đó mà công việc nó mới tốt như bây giờ. Anh nói thiệt với em nha, anh là cũng khán giả thương yêu cũng rất nhiều á, nhưng mà anh làm clip mà đi bán nước tương là bán nhiều nhất cũng có 70-80 chai mà có sự xuất hiện của Thương kết hợp trong clip của Khánh, nó bán 500 chai, thì các bạn thấy sức mạnh của cặp đôi này như thế nào ha? Với thực ra Thương có duyên buôn bán nè. Thấy anh coi mà anh thấy cái miệng trội nói nghe sướng. Bạn gái Bình Định thấy nói chuyện hay ha. Dạ. Nói vậy chứ cũng có nhiều khi có nhiều cô dì chú bác kiểu khó nghe anh. Cũng đang cải thiện dần anh ạ. Đâu nói vậy chuẩn lắm rồi. Dạ. Nói chung là tùy mỗi người ấy. Em nghĩ là mỗi vùng miền nó có mỗi cái đặc trưng riêng khác nhau. Thế bây giờ mà ai mà cũng giống ai thì nó đơn giản quá rồi. Đúng rồi. Em bây giờ em tự nhiên em nói giọng Sài Gòn rặt thì nó có vị, chứ còn nói giọng Bình Định thì nó có dễ thương. Yeah. Đây các bạn hình dung được không? Bạn Khánh làm một cái clip thôi, Khánh Thương chỉ làm một cái clip thôi mà Phú phải mang nguyên một cái cốp xe bán tải hàng từ Bình Dương lên đây á. Ngày làm khoảng 5 cái clip thì Phú phải chạy 5 tiếng xe như thế này. Mới một clip thôi đúng không anh? Đây mới là Độc Lạ Bình Dương nè các bạn, một clip mà phải cung ứng bao nhiêu hàng á. Thấy Độc Lạ Bình Dương không? Rất là nhiều khán giả lúc mà họ thấy hình ảnh em đến với Khánh thì họ lo là em bị thiệt thòi này kia, rồi cuộc sống sẽ rất là khó khăn. Thì em bây giờ em có thể trả lời những cái bình luận đó như thế nào? Chồng em thì kiểu sợ em vất vả, mọi người sợ em vất vả. Nhưng mà chồng em lại sợ em vất vả nhiều hơn, nên chồng em luôn cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của anh có thể cố gắng. Đó, luôn tích cực, luôn lạc quan. Còn rất là nhiều cặp đôi giống như vợ chồng em ở ngoài kia nữa. Em lên giống là em là một người ở ngoài nhìn vào những cái bình luận đó, thì em nghĩ là mọi người hãy thương yêu nhiều hơn. Mới đó thì hai bạn đã có với nhau là một bé gái rất là khấu khỉnh, nhưng mà nghe đồn là không có cho lên mạng luôn, giấu luôn đó. Thì bé gái đây là 6 tháng tuổi rồi, em có thể chia sẻ là bé tên gì, rồi hiện nay bé đã biết bò gì chưa? Dạ, bé nhà em là bé gái. Bé tên là Tô Trần Gia Hân. Ở nhà tên gọi của bé là Miu. Bé nhà em là 6 tháng 15 ngày, được cái là dễ chịu. Hình như có thể là bé hiểu em, vợ chồng em có nỗi vất vả nên là ban ngày chơi, ban đêm là ngủ. Gia đình em cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho cô dì chú bác nào mà nghĩ rằng em tới với anh chồng em vì tiền hay là chóng quánh một phút bồng bột rồi vội đi thôi. Nhưng mà em nghĩ thì
cả nhà mình có thể theo dõi hành trình của vợ chồng em cùng nhau cố gắng hàng ngày. Với lại chồng em cũng luôn cố gắng công việc bản thân ảnh, mà ảnh nghĩ vì tất cả mọi người, có thể những bạn ở đây ảnh có thể không thể giúp được gì đó nhiều, nhưng mà ảnh có thể cố gắng tạo công việc cho các bạn, rồi có thể dùng khả năng của ảnh để tích góp lại để giúp những ai đó đang cần ảnh. Dạ rồi, cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng là mọi người luôn đồng hành với Khánh Thương ha. Thấy mà Khánh Thương mà đăng cái gì bán trên mạng thì là mua mạnh vô. Nhất là bột rau với nước tương. Đặc biệt nhờ anh Phú mà gia đình em biết tới những cái sản phẩm rất là tốt. Như anh Phú giới thiệu là nước tương này, mặt hoa dừa này, sản phẩm của Việt Nam, nhưng mà mình rất ok luôn. Ngay cả bản thân vợ chồng em là người trực tiếp trải nghiệm nhưng cảm thấy rất là hài lòng luôn. Hài lòng nên mình mới bán được nhiều như thế chứ. Thật ra thì rất là nhiều cái sản phẩm mà liên hệ để cho Phú giới thiệu, nhưng mà mình những cái sản phẩm mà Phú đang kinh doanh là những cái sản phẩm mà Phú là lại đi tìm hiểu, lại đi chọn, chứ không phải là những cái nhà sản xuất đó người ta không liên hệ với Phú, mà Phú bản thân Phú thấy là nó Phú thích vì nó đảm bảo chất lượng mà nó là hàng đẳng cấp của Việt Nam nữa, nên là Phú mới giới thiệu. Và may mắn là những người đồng hành như bạn Khánh, bạn Thương này là giúp những cái sản phẩm đẳng cấp của Việt Nam mà ngày càng lan tỏa, để cho mọi người biết được là Việt Nam ta có những cái sản phẩm nó tuyệt vời như thế nào. Nên là hy vọng sắp tới là Khánh Thương giới thiệu những sản phẩm thêm từ Độc Lạ Bình Dương, thì các bạn cũng ủng hộ ha, nó giúp cho sản phẩm nhiều người biết thêm. Nói chung thì qua đây thì cảm ơn anh Phú rất là nhiều. Vì anh Phú là một người cũng rất là gọi là có sự uy tín ở trên mạng xã hội, đó là các sản phẩm anh Phú lựa chọn cũng gọi là chất lượng, thế mới dám giới thiệu đây cho cả nhà mình được. Nên là Khánh cũng rất là muốn được cùng anh Phú, đó thứ nhất là mình kiếm thêm thu nhập, thứ hai là mình giới thiệu đến cho cả nhà mình những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là bản thân mình cũng cần những sản phẩm đấy để dùng hàng ngày, thành ra là mình giới thiệu rồi mình bán luôn. Thành ra được sự uy tín của mọi người, nên là cố gắng bán làm sao mà đừng để mọi người thất vọng thôi. Anh chúc hai vợ chồng là sắp tới là hạnh phúc và ngày làm ăn ngày càng phát đạt ha. Ok. Cảm ơn anh Phú. Để tỉa tay. Oh, yeah. Bye bye.